phụng tiên về kêu hè hè hè, và trong những tà la mẹ kêu hè hè hè, chạy theo tiếng ve, từng cơn mưa về, giọt mưa âm vang trên lá tiếng ve bay đầy trong gió, giọt mưa long lanh trên những cánh hoa phượng thắm như màu ngọn cờ. Em đã mừng tiếng ve những ngày đầu mùa, và em với chào tiếng ve sau một mùa hè. Riêng các bạn nhỏ thân mến, một mùa hè nữa lại về, các bạn đã có kế hoạch gì cho mình chưa nào? Chắc là mùa hè năm nay nhiều bạn nhỏ sẽ không được tung tăng đi du lịch Vũng Tàu, Đà Lạt hay Đầm Sen vui chơi thỏa thích như những năm trước đây, phải không nào? Để giúp các bạn cùng vui học, vui đọc trong dịp hè, trong chương trình giới thiệu sách hôm nay, Thư viện tỉnh Đồng Tháp mời các bạn nhỏ cùng tìm đọc và khám phá những nội dung thật thú vị từ bộ sách 101 trò chơi sáng tạo cho trẻ. Bộ sách gồm 3 quyển dành cho trẻ em từ 5 tuổi trở lên của tác giả Dao Isaac, minh họa hình ảnh bởi Kay Whitaker, do Quách Cẩm Phương dịch, nhà xuất bản Hà Nội và nhà sách Đinh Tị phối hợp xuất bản năm 2019. Các bạn nhỏ sẽ cảm thấy thích thú bởi bộ sách bao gồm trò chơi trong nhà, hoạt động ngoài trời, trải nghiệm khoa học. Các bạn thân mến, nếu như các bạn đam mê nhà cụ thì khi ở nhà, các bạn cũng có thể dễ dàng làm cây đàn từ cốc thủy tinh, bình rót nước, bút chì và màu thực phẩm, hay chế tạo nhà cụ hơi từ ống hút, que kem, giấy, dây thun, v.v. Các bạn hãy cùng mở trang 122, 123 và trang 170, 171 quyển sách 101 trò chơi sáng tạo cho trẻ, trò chơi trong nhà để cùng khám phá và thực hiện nhé. Bên cạnh đó, với quyển sách 101 trò chơi sáng tạo cho trẻ, trò chơi trong nhà, các bạn có thể thực hiện được các trò chơi như núi lửa phun trào, làm hoa giấy, làm đèn nham thạch hay mô hình hệ mặt trời chuyển động được. Nếu chơi trong nhà đã chán, các bạn hãy cùng bước ra phía sân nhà mình để cùng trải nghiệm những hoạt động ngoài trời cùng quyển sách thứ hai nhé. Đầu tiên, mời các bạn cùng đi ra ngoài và tham gia các trò chơi quen thuộc như nhảy dây, thả diều. Nhưng với quyển sách 101 trò chơi sáng tạo cho trẻ, hoạt động ngoài trời, bạn sẽ cảm thấy thú vị ngay vì có điệu nhạc vô cùng dễ thương kết hợp với động tác nhảy quay của các bạn khi chơi một mình hoặc chơi theo nhóm. Bạn cũng có thể tự học làm diều giấy siêu dễ thương chỉ bằng một tờ giấy vuông, băng dính, dây ruy băng cùng với những thao tác thật đơn giản. Ngoài ra, với quyển sách 101 trò chơi sáng tạo cho trẻ, hoạt động ngoài trời, các bạn cũng có thể tự làm hầm chui, vẽ tranh bằng nước hay làm dụng cụ đo lường mưa, vô cùng thú vị. Các bạn thân mến, sẽ rất thích thú đối với những bạn yêu thích khoa học với quyển sách thứ 3 của bộ sách này, 101 trò chơi sáng tạo cho trẻ, trải nghiệm khoa học. Nhiều trò chơi khoa học như lắp ráp ô tô chạy bằng sức bóng, đồng hồ cát, ảo thuật gạo dính, phóng tên lửa, v.v. chắc hẳn là những trò chơi thật hấp dẫn dành cho các bạn nhỏ. Quý vị thân mến, trong bộ sách 101 trò chơi sáng tạo cho trẻ, tác giả đã dành tặng cho những bạn trẻ nhiều trò chơi với nguyên vật liệu đơn giản, dễ tìm, hướng dẫn cực kỳ chi tiết, cụ thể, hình ảnh minh họa vô cùng sinh động và dễ thương, rất nhiều hoạt động mới mẻ, sáng tạo và không bao giờ thiếu yếu tố gây kinh ngạc, đặc biệt là lời dẫn truyện của tác giả vô cùng đáng yêu và thu hút, chắc chắn sẽ giúp các bạn có một trải nghiệm thật lý thú. Hãy thỏa sức sáng tạo với 101 trò chơi trong nhà, 101 hoạt động ngoài trời và 101 trải nghiệm khoa học để xóa tan những nhàm chán, vô vị và biết đâu được, bộ sách này sẽ là nền tảng giúp các bạn nhỏ trở thành những nhà phát minh, nhà khoa học hay các chuyên gia ngay từ bây giờ thì sao? Hy vọng rằng bộ sách 101 trò chơi sáng tạo cho trẻ sẽ là món quà thú vị dành cho các bạn trong mùa hè này. Quý phụ huynh và các bạn thân mến, trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 như hiện nay, các bạn nhỏ không thể tập trung đông được để cùng tham gia các hoạt động tập thể. Thư viện tỉnh Đồng Tháp giới thiệu đến quý bạn đọc bộ sách 101 trò chơi sáng tạo cho trẻ. Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Đồng Tháp. Quý vị phụ huynh có thể đến mượn về cho các bé đọc và cùng trải nghiệm. Chúc các bạn có một mùa hè thật vui tươi và bổ ích. Nếu các bạn yêu thích, hãy bấm đăng ký và theo dõi kênh Thư viện tỉnh Đồng Tháp
để đón xem những video giới thiệu những quyển sách hay của chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.